Hello các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho bạn một cái giống cốc Thái mà hiện tại là nhà mình trồng đây. Mình cho các bạn đây, cây cốc Thái này thật ra nó chỉ có hình không có con ốc trống luôn kìa, con ốc hương này nằm, ốc hương nó nướng ăn ngon lắm á. Cốc Thái này thì các bạn biết là mình trồng chiều cao khoảng 8 tấc là nó đã có trái rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cây cốc Thái này cho bạn coi đây. Rồi đi Nam ơi, mình qua cây cốc khác đi. Đây, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vô cây cốc kia bự hơn nha. Đây. Đây, đã đến cây cốc thứ hai của mình. Các bạn thấy quá trời luôn, trái thôi cốc này ha. Giấc trưa mà hái một đùm này đâm chén muối ớt trời, hoặc là chén mắm đường, trời ơi nhức nách. Quá dữ rồi. Quá nhiều cốc thưa quý vị. Đây là cây cốc Thái, thật ra cốc Thái này mình trồng lâu rồi. Nhưng mà mình sẽ dẫn cho bạn coi, trái rất là nhiều luôn. Đây, trái rất là xa nha quý vị. Năm năm sao cái lá cao này, năm giật xuống coi nó nằm trên này nè. Đây, ngoài ra thì các bạn đây, cây cốc Thái bạn thấy không, nó có lùng tè ha. Thấy cô của mình đứng không, mà nó mới tới có lưng quần thôi mà nó có trái nhóc trơn rồi. Thì cốc Thái, cây này là cốc Thái nó lớn rồi nè. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi nha quý vị. Đây, còn mấy cây dưới này là cây cốc con. Đó, không? Đây nó nhỏ xíu mà nó có trái nha. Qua cũng đặc biệt là quý vị không muốn cao á, thì quý vị cứ cắt hoài nó thấp hoài nha quý vị nha. Cốc Thái quá trời trái đây. Nhưng mà đặc biệt mình chia sẻ cho bạn cốc Thái này nhà mình trồng để nhiều khi buồn buồn ra mình đâm một chén muối ớt hoặc là một chén nước mắm đường á, trời ơi nhức nách ông nội. Quá trời. Trái quá trời hả năm. Đó, rất tuyệt vời. Đó, cốc Thái thì nó khác với cái cốc ta mình đây. Mình bên đây mình có một cây cốc ta nữa, mình sẽ quay với bạn ở đây theo cái hướng cái tay mình chỉ nè. Đây là cây cốc ta nha, nhưng mà nó cao ngời ngợi luôn mà nó không có trái, nó trái rất là chậm đó. Còn cái cốc Thái của mình ha là mỗi tược mỗi trái thôi. Đây đó, đấy trái thôi, nó trái từ lưa hết trơn, trái chỗ nào không có trái dân nha. Và đặc biệt mình chia sẻ với bạn là mình có bán cái này ship toàn quốc cho quý vị. Ai mua thì điện cho Hùng Thi số điện thoại 0918708 95. Cây cao khoảng tầm 5-6-7 tấc gì đó, mình đóng thùng mình ship với bạn trồng rất là dễ ra trái. Mà trước mặt chúng ta đây như cái cốc này cao chưa được 1 mét mà trái nó quá trời nè, nghe không? Mấy cây này là mấy bạn thấy cao chưa được 1 mét nữa đây trái. Nhiều khi trồng 5-6 tấc là có trái luôn. Đó thì ai mua thì liên hệ với Hùng Thi. Đây trái đây. Hello, trái quá trời trái luôn cái cốc Thái. Hello. Rồi bây giờ Nam ơi, hái một chùm nào to to nè, con vô con làm mắm đường ăn coi. Kiếm đùm nào to to đi sư phụ. Đùm nào con thấy đùm này được Nam ha. Nè. Đúng không? Nam coi cái đùm nào to. Nè, đùm dưới kìa. Nè. Ê cái đùm dưới kìa. Rồi bây giờ nè khoan nha, từ từ nha. Đây là mình sẽ quay cận cảnh cốc này rất dễ bạn bẻ là nó đứt liền ha. Đây cô của mình sẽ hái một chùm. Đây hái được không? Thấy bẻ bộ khó khăn quá vậy. Đó. Rồi cầm lên đây. Đó ok, bây giờ là làm nước mắm đường và đâm muối ớt ăn lụm nhớ bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và nhớ đăng ký kênh của mình Hoa Kỳ Hùng Thi Vlog, đăng ký và subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Rồi xin kết thúc cái livestream tại đây. Và mình vô mình chuẩn bị đâm chén muối ớt, mình lụm cái đùm cốc Thái này coi. Thật ra cốc Thái này là trồng lâu lắm rồi nè, nhưng mà thật ra cái cây của nó, mình nói với bạn, cây nó chỉ cần dưới 1 mét 5-6 tấc là nó ra trái ha. Như bạn thấy đây trước mặt ta là cây cốc Thái nè, thấy không, nó lùng tè ha. Cái tay mình nó còn thấp hơn cái tay nữa. Còn đây là mình trồng lâu rồi, với hai nữa thật ra là mình muốn cho nó cao thôi, chứ nếu bạn không thích nó cao bạn cứ cắt ngang này giống như thế này đây. À, bạn cứ cắt ngang như thế này đây, nó lên cái tựa khác thì nó tiếp tục là nó ra trái mới nữa nha quý vị nha. Ví dụ như vậy đây nè, rất dễ ha. Trái nó để không trên chậu nó cũng ra trái nữa, chứ không nhất thiết là mình trồng dưới đất nha bạn nha. Quá trời trái rồi. Cảm ơn các bạn nhớ đăng ký kênh của mình, và đặc biệt mình có ship cái này toàn quốc nha, rất là rẻ không có mắc đâu. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Trái thôi rực rỡ nha các bạn nha. Ai mà đang trồng một cây trong chậu mà thiếu mồi nhậu cái là ra hái cái chấm mắm đường muối ớt là thôi nhức nách. Bye bye các bạn, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.